Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 9 năm 2023. Chúng ta chỉ còn có 3 tháng nữa thôi là hết năm 2023. Thời gian thấm thoát trôi qua rất là mau, cho nên cái gì cũng vậy, chúng ta nên tranh thủ thời gian. Ngày hôm kia, hôm Chủ nhật, em có đi một cái tang lễ của một người bạn của anh Đặng Hà Duy, ca sĩ Đặng Hà Duy đó các bạn. Thì đi tang lễ cùng với anh Đặng Hà Duy đó. Thì anh này mới có 51 tuổi thôi, bị tăng xong, y không chịu uống thuốc đều đặn, bị cao máu đó các bạn, không chịu uống thuốc đều đặn. Rồi cuối cùng đã bị bể mạch máu, bị tai biến. Khi mà đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói cái não không có cứu được rồi, cái não đã chết rồi. Cho nên phải cho ảnh ra đi. Thì khi mà ảnh mất, trước khi mà ảnh bệnh á, ảnh có dặn với vợ ảnh rằng là sau khi ảnh chết, nhớ chôn chứ đừng có thiêu. Thế thì mua đất để chôn hết 50.000 đô. Mua liền mà các bạn. Mình cái gì mình tính trước á, thì lúc nào nó cũng rẻ hơn. Nhưng mình gấp quá thì chắc chắn sẽ mắc hơn. Cho nên không phải cái tuổi tác, bất cứ cái tuổi nào đều có thể sống thọ đâu. Không có đâu. Nhưng cái tuổi nguy hiểm nhất là cái tuổi thập tử nhất sinh, là từ 49 tuổi cho tới 52, 53 tuổi. Rất là nguy hiểm. Và rất là nhiều người tên tuổi nổi tiếng đã chết vào cái tuổi này. Trong đó có chị Phi Nhung, 52 tuổi chết. Michael Jackson, 50 tuổi chết. Tường Khuê, 51 tuổi chết. Rồi còn rất là nhiều người mình không biết đến nữa, những người bình thường nữa. Nó rất là quan trọng. Ý em nói lên đây là cái thời gian mình sống trong cái khỏi này nó nhanh lắm. Hãy yêu thương nhau khi ta còn có thể. Đừng để trễ rồi mới nói lời yêu thương. Muộn rồi. Nãy giờ nói, quên mời quý vị khán giả một miếng cà phê. Cà phê nhà pha. Nãy đưa mấy đứa nhỏ đi học, định ghé vào để mua cà phê, nhưng mà mình suy nghĩ lại, 7 đồng một ly cà phê, uống có mấy hớp, bỏ uổng quá. Thôi, uống cà phê dở ở nhà pha cho nó không có tốn tiền, tốn ít thôi. Mình có thể bỏ 7 đồng mình pha được mấy mười mấy 20 ly cà phê, còn hơn mình vô đó mình mua ly cà phê 7 đồng. Đúng không các bạn? Còn khi nào mà em tiện tay em đi qua khu bô xa đó thì nó có 3 đồng ly cà phê à. Nó rất là rẻ, 3 đồng rưỡi à. Em xin mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Ở nhà pha dở thiệt. Hay, uống cho có lại, cho có mờ, cho nó tỉnh táo một chút. Nhưng mà nó dở quá. Hôm nay em có vài cái thông tin em muốn chia sẻ cho các bạn biết. Thì trước tiên hết, có một doanh nhân cũng như là nghệ sĩ, ca sĩ Lý Nhã Kỳ mấy ngày nay đều bị một người cả đàn ông tấn công. Thì chắc các bạn có thể là đã nghe qua rồi. Nhưng một người đàn ông này không biết vì sao lại làm như vậy. Bây giờ mình khám phá nha. Lý Nhã Kỳ là rất là còn trẻ. Thì các bạn chắc có lẽ cũng đã biết Lý Nhã Kỳ phải không? Để em chia sẻ những cái đó mà Lý Nhã Kỳ đã đăng lên trên Facebook. Tiếp tục tìm đến trưởng nhóm fan của tôi luôn rồi, hết chịu nổi. Tức là cái người đàn ông này đây mê mệt Lý Nhã Kỳ, chạy theo Lý Nhã Kỳ, đi từng chi tiết, tìm tới quản lý, tìm tới fan trong club để mà liên lạc được Lý Nhã Kỳ.
Thì cái sự việc này đây đã xảy ra bắt đầu từ 1-2 ngày trước. Lý Nhã Kỳ có đăng lên một cái bài như thế này để em chia sẻ cho các bạn nhé. Thì em xin đọc cái bài của Lý Nhã Kỳ nha các bạn. Lý Nhã Kỳ chiếc xe hút bụi nó sắp sửa tới. Nó quẹo quẹo bên kia rồi. Tại nó tới đi ngang nó sẽ rất là ồn, mình không có nghe rõ, nó loãng được cái âm thanh. Bây giờ em xin đọc bài Lý Nhã Kỳ nha các bạn. Một lần nữa ép tôi công khai những gương mặt quấy rối cuộc sống, sự riêng tư của tôi theo cách họ làm, đứng trước nhà lén và xâm nhập vào nhà riêng, đi theo xe, giả khách thuê và đến những nơi công cộng, quán ăn, cà phê mà tôi hay lui tới. Đây là cái người đàn ông mà chuyên môn lui tới đó các bạn. Đó, người đàn ông này đây. Thì các bạn muốn coi hình ảnh cho rõ hơn thì các bạn có thể vào trong cái Facebook của Lý Nhã Kỳ để mà xem nha. Rồi sau đó người đàn ông này cứ đi tìm Lý Nhã Kỳ không biết để làm gì, phải không? Bây giờ mình tìm cách nha, mình đọc tiếp nha. Và sau đó ngày 18 tây tháng 9, ngày 17 tây đã bắt đầu đi theo rồi, bây giờ tới ngày 18 tây tháng 9 ổng lại tới nhà tiếp tục. Thì có những cái động thái rất là biến thái, lạ lùng. Nhưng biết đâu đàn ông mà chai mặt cua được câu kỳ thì sao mình đâu biết được. Cái gì cũng vậy, có nhiều cái mối tình nó rất là chai mặt. Lúc đầu cái người cô con gái này không bao giờ chịu theo riết dính. Có nhiều người chai mặt đến nỗi vậy các bạn. Có nhiều cặp vợ chồng sau này em biết đó, kể lại đó là trời ơi cha nội này nó xấu quắc à, mà xưa nó chai mặt lắm, nó theo tôi này nọ gì đó, các bạn hiểu không? Biết đâu tiền định gì đâu, nó biết ha, thiên duyên tiền định gì đó. Bây giờ mình đọc tiếp nha. Tới ngày 18 tây tháng 9 rồi, 23 giờ tối là 23 giờ, tức là khoảng là 11 giờ phải không? 20 giờ là 8 giờ, 21 là 9, 22 là 10, 11 giờ tối, đúng rồi. Em xin đọc cái bài này nha. Tiếp tục đứng trước cửa nhà tôi lúc 23 giờ tối, hôm nay 18 tháng 9. Tôi đang không hiểu họ muốn gì từ tôi. Suốt ngày gọi vợ ơ. Wow. Ông nội này ông cũng tư tưởng ông cũng lợi hại nha. Không quen biết, không gì hết mà kêu bằng vợ ơ. Có cái câu chuyện này có thật. Em có quen biết một người, có một người cái gã này đây đi cua một người con gái, chưa phải là gì hết, nhào vô gọi mẹ của người con gái này, gọi là má liền. Chưa cặp với người ta, chỉ đi cua thôi nha, mà nhảy vào gọi bằng má rồi. Thì lúc đó làm thấy có cái vấn đề sơ suất gì trong đó, nhưng quả thực thiệt. Cho đến nay hốt chọn dạch sạch gia tài của người ta luôn. Tại vì gia đình này đây có hai cô con gái, không có con trai. Cho nên cái anh này đây đã theo dõi, đã biết được. Đã biết được, ở đây là không có con trai, nói dòng nói tội. Là không có ý là thường thường gia tài con trai hưởng nhiều hơn con gái. Cái đó là phong tục thôi, nhưng mà cha mẹ kia thì sẽ đồng đều. Cho nên cái người gã đàn ông này đây biết rằng trong nhà có hai cô con gái, quyết tâm theo sát luôn. Theo ngày, theo đêm. Đánh tâm lý vào người mẹ, đánh tâm lý vào người con gái đó. Và cuối cùng người con gái đó đã lây rung động và đã trao trái tim cho cái người này đây. Và khi mà trước khi mà quen nhau đó mà đã kêu người ta, kêu má của người ta bằng má rồi mới ghê chứ. Kinh khủng chưa? Đàn ông trai mặt có nhiều chiêu lắm. Tại vì sao? Mục đích của họ là gì? Chiếm đoạt tài sản. Chiếm đoạt tài sản. Tại mình nghèo quá, mình không có khả năng kiếm tiền. Bây giờ chỉ có một cái hũ gạo nó nằm ở đó, mình muốn tha cái hũ gạo đó thì mình phải tìm cách. Mình là con chuột đi nha, mình phải tìm cách ăn cái hũ gạo đó như thế nào. Biết là cái bảy cái hàng rào nó ở ngoài, nhưng mà cũng phải tìm cách để mà làm sao xâm nhập vào, để mà tha đi cái hũ gạo đó. Con chuột nó nham hiểm lắm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, biết là cái bẫy sắp chết mà cũng vô. Con người chúng ta
cũng ghê lắm. Thời cơ lợi dụng rất là kinh khủng. Đây nè các bạn, tấm hình của cái anh này đây, đứng trước cửa nhà của Lý Nhã Kỳ kêu vợ ơi 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 với vợ ơi. Nói thiệt chứ em nghèo nhưng mà em không có chai mặt như vậy. Khi mà mình biết người ta không có yêu thương mình, không thích mình thì mình bỏ cuộc, không có miễn cưỡng. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đúng không các bạn? Nhưng mà có ai mà đã trải qua những cái sứ mạng, cái số mạng mà bị ép, bị coi như là bị một người đàn ông nào đó chai mặt tìm tới, mỗi ngày gặp 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 gặp, cuối cùng bị siêu lòng. Bình luận cho em biết nha, chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ có thôi. Cho nên cái gã đàn ông này đây đã không bao giờ bỏ cuộc, và cách đây 10 tiếng đã tìm lấy luôn quản lý nữa. Đây nè các bạn, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ: tiếp tục mò vào điện thoại cá nhân của quản lý tôi luôn, tức là điều tra cho tớ mà quản lý luôn. Anh đàn ông này đây, anh nhắn như thế này: chừng nào mãn giờ làm việc của kẹo ngọt, nhờ bạn cho gặp nói chuyện với em yêu, cảm ơn bạn nhiều nhé. Kinh khủng chưa? Cái số điện thoại của ông này cũng số đẹp nè, nhắn vào tìm. Nhưng mà không biết sau này có thành công hay không. Bây giờ cái hấp dẫn kế tiếp nè các bạn, cách đây 9 tiếng, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ như thế này: tiếp tục tìm đến trưởng nhóm fan của tôi luôn rồi, hết chịu nổi. Chà, ông nội này, ông quyết tâm, ông có một cái là kế hoạch, phải nói là có một cái sự âm mưu tính toán tìm tớ cho bằng được. Bây giờ coi ổng nhắn cái gì nha. Anh không hiểu, anh sẵn sàng chi em 30 triệu để thông qua em hiểu về chị em có đồng ý nhắn là cho anh nha. Sao đồng ý không em? Anh thật sự muốn biết về chị Kỳ. Wow, muốn biết về chị Kỳ rất là đơn giản, đọc báo là biết. Nhưng mà những chuyện cá nhân không phải dễ gì biết. Hình ảnh thật của anh đây. Coi như anh nội này là cũng một người đại gia. Này, một người đại gia. Cũng mặc đồ đi xe hơi, cũng mặc đồ áo si mi, lịch sự, lịch lãm. Nhưng trông rất là lớn tuổi, không có trẻ. Lý Nhã Kỳ chắc cỡ đâu 30 mấy, 40 tuổi thôi. Chắc sinh năm 82, 83, 84 gì đó các bạn, nếu như em nhớ không lầm. Thì cái anh này đây quyết tâm cua cho đâu bằng được, nhưng mà nhìn cái phong cách của ảnh không biết có thành công hay không ha. Nhưng mà cái gì cũng vậy, người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim, có công chai chai mặt có ngày mặt chai, ở lộn, có ngày đào chai luôn. Con chuột mà muốn tha cái hũ nếp, nhưng mà biết đâu ông nội này là đại gia sao. Ủa nhưng mà đại gia ở Việt Nam, những người có tên tuổi á, thì Lý Nhã Kỳ phải biết chứ. Nhìn ông nội này, Lý Nhã Kỳ không biết, tức là cũng không phải là đại gia gì nhiều, cũng không phải đại gia. Tại vì những người đại gia ở Sài Gòn đều chơi chung với nhau, đều biết nhau cả. Những người đại gia mà nổi tiếng của Việt Nam thì đều có trên danh sách, chẳng hạn như ông Phạm Nhật Vượng. Bây giờ gia tài của ông chắc có lẽ là vài chục tỷ đô rồi, tại vì cổ phiếu nó lên, nó xuống, nó lên xuống. Khi mà mình đưa bước vào cái thị trường cổ phiếu thì gia tài của mình tăng xuống. Tất cả người giàu trên thế giới này đều giàu vào cái cổ phiếu đó. Cho nên anh này đây có thể có khả năng rằng là không, nếu là đại gia ngầm thì cũng không đúng. Tại vì những người mà đại gia, Lý Nhã Kỳ, riêng Lý Nhã Kỳ là một đại gia rồi. Thường thường đại gia cái khu nào cái khu đó họ đều biết nhau cả. Thí dụ như em nghèo ở đây á, thì người ta không biết tới, nhưng mà những nhà giàu đều biết tới. Ô bên kia hàng xóm nó có một cái căn nhà biệt thự rất là giàu, cũng cái anh này đây, ảnh là chuyên môn bất động sản, của anh bên đây chuyên môn đầu tư chứng khoán. Cho nên đại gia với nhau thông thường là đều quen biết với nhau cả, ta họ chơi chung với nhau, đánh góp chung với nhau nhiều lắm. Trừ khi anh này là đại gia ở cái nơi nào đó, nhưng mà Lý Nhã Kỳ đã giàu rồi, không có cần đại gia đâu. Biết đâu anh này chuột tha
chuột muốn chạy vào cái hũ nếp sao mà đâu có biết được. Hay là anh này là một đại gia, một tỷ phú? Ừ, nhưng mà tỷ phú là phải có danh sách. Làm tỷ phú là có trong cái danh sách. Còn này nếu mà nói tỷ phú qua miệng á thì tỷ phú ngầm á, cũng không đúng. Tại những người giàu đều có tên trên danh sách cả. Tại sao? Tại vì họ làm ăn, cái gì đồng tiền của họ làm ăn chính quyền đều biết. Thí dụ như mình có cái công ty nào lớn thì công ty đó nổi tiếng này nọ, mình là chủ đó thì chính quyền đều biết cả, đều có trên danh sách cả. Còn mình ngầm á hả? Ngầm thì cũng khó nói lắm. Ngầm tức là người dân không biết thôi, nhưng mà chính quyền biết mình giàu. Chính quyền biết các bạn, chứ làm gì không biết. Cho nên cái sự việc này đây, cái anh này đây muốn tìm tới Lý Nhã Kỳ chưa gì hết mà kêu vợ ơ rồi. Hay quá. Giống như cái ông nội kia chưa gì hết là kêu má ơi. Bây giờ hả? Đám cưới luôn, sanh đứa con. Gia tài mất hết mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Ghê chưa? Kinh khủng chưa? Chưa từng thấy. Chưa từng thấy. Ở trên đời này nó có nhiều cái âm mưu mà mình không bao giờ mà mình ngờ trước được. Họ tính từng chi tiết. Các bạn thấy không? Những người mà chơi cờ tướng, họ nhìn vào cái bước đi của mình, họ tính trước 5 nước, 7 nước, 10 nước. Mình mà đi sơ sót một cái là mình nằm trong cái bẫy của họ liền. Không có con nào đáng sợ bằng con người cả. Thật thật, giả giả. Cái nào thật, cái nào giả, ông nội tôi cũng không biết nữa. Bây giờ có một cái người nào đó tốt với mình trước mắt, tới giúp mình. Cảm ơn chị nha, cảm ơn cô nha đã giúp tôi. Thực sự ra họ là người tốt hay là người xấu, chỉ có cái kết cuộc mình mới biết được thôi. Chứ trước mắt mình không bao giờ mình biết được. Đúng không các bạn? Bây giờ cái chuyện của cô Lý Nhã Kỳ này nè, mình tiếp tục theo dõi cho nó như thế nào. Lý Nhã Kỳ lúc trước em biết tới cô ta đó là qua cái chương trình Người Bí Ẩn. Đúng không? Người Bí Ẩn. Lúc đó là hình như là anh Văn Sơn có trong cái chương trình đó. Anh Văn Sơn với chị Hồng Đào thì phải, nếu như em nhớ không lầm. Lâu quá rồi, em quên, không nhớ rõ. Rồi sau này cô ta tham gia những cái game show thì em mới biết đến. Còn trẻ, cũng đẹp, chắc cỡ 40 tuổi thôi. Để em coi thử coi Lý Nhã Kỳ sinh năm mấy nha. Bây giờ mình tìm hiểu, bắt chước như ông nội này tìm hiểu đời tư của người khác phải không? Nói thôi chứ cái mấy cái đó không phải đời tư. Mấy cái thông tin đó là ở trên mạng à, đều có hết. 41 tuổi các bạn. Lý Nhã Kỳ 41 tuổi, tức là sinh năm 82 tháng 7 ngày 19. Wow. Tưởng đâu 40 tuổi. Ai nhè sinh năm 82, có không? Em nói mà 83 84 thôi nhưng mà sinh năm 82. Vậy là năm nay 41 tuổi sắp lên, vậy là mới vừa 42 tuổi hả? Còn trẻ. Còn good. Ok. Vậy là cái anh mà đi theo cô Lý Nhã Kỳ này đây là chắc chắn là cũng phải 50 tuổi. Nhìn thấy cái nét mặt là 50 tuổi. Nhưng nếu như mà một đại gia thì đâu có cần phải đi theo sát như vậy. Một đại gia như thế này lâu lâu chơi nguyên một chiếc xe hơn, chờ bá đem nguyên một cái bó bông tới để trước cửa vợ yêu, đem nguyên một cái hộp xoàn tới trước cửa vợ yêu. Chơi vậy chiếc là hao tốn lắm. Còn cái này á hả, chỉ có đi tìm vòng vòng đứng trước cửa nhìn. Chơi cái chiêu mà giống như thờ, là trở lại cái thờ phong kiến hồi xưa đó các bạn, chứ không phải cái thờ hiện đại. Hiện đại giống như chơi cái chiêu mà giống như chị Phương Lê, không biết Phương Lê nè bao nhiêu tuổi thì chắc cũng cỡ tuổi 40-41 thôi, hoa hậu Phương Lê đó các bạn, thì cũng tặng xe, đòi tặng xe cho chị, cho Hồng Loan, rồi tặng chế hộp xoàn tùm lum hết đó. Nếu mà Phương Lê mà cứ mà chấm vào cái như mà chung đụng ai mà cũng như chấm vào không mắt ai trong lòng mà đó, chắc trời chắc người đó sướng rồi nha. Được tặng đã luôn nha. Hôm nay tặng xe, ngày mai tặng này tặng nọ. Wow, con người thật sự có phước. Hồng Loan thật sự có phước. Phước lớn lắm các bạn. Khi mà mình đã tụ cái phước mình lại trong mấy chục năm, khi mà nó chỗ rồi, người ta nói là thờ tớ đỡ không được, chỗ rồi. Cái cây nó khô héo mấy chục năm chờ,
tự nhiên đùng một cái ngày, một ngày chờ đẹp, nó nở hoa, xanh tươi lên, trái nở rần rộn, ăn không hết, đỡ không kịp. Các bạn thấy đó, phước của Hồng Loan đang đến, đức của Hồng Loan đang đến, đỡ không kịp. Hết người này cho, người khác cho. Đó là do ai? Cũng là nhờ Hồng Nhung và Hồng Phượng thư kiện mà ra. Cái gì cũng vậy, có lửa thì mới có khói. Sau khi anh Vũ Linh chết thì họ thư kiện, cũng vì tham lòng tham, sợ mất gia tài, muốn chiếm đi gia tài của Nữ Linh, cho nên mới thư kiện. Nhờ cái thư kiện đó mà mọi người biết đến Hồng Loan và thiêu thương Hồng Loan. Cảm ơn Hồng Nhung và Hồng Phượng rất nhiều. Và sau đây có rất là nhiều người tặng đồ cho Hồng Loan. Chắc là hai người này ngồi đó, nó được nữa kìa, nó được nữa kìa, trời ơi có chiếc xe hơ, trời ơi cái chân nhẫn đẹp quá. Chắc chắn là họ ở nhà, họ ganh tị ganh ghét từng giây từng chi tiết, đúng không? Bây giờ mình sang qua chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đây các bạn. Nguyễn Phương Hằng lúc trước đã định dự định là ra tòa ngày tháng 6, đúng không? Nhưng mà sau đó tòa án đã hoãn lại và tới hôm nay là ngày tới tháng 9 thì bây giờ tòa mới công bố sẽ xét xử những người đồng phạm và bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày, ủa lại dự kiến nữa hả? Dự kiến nữa hả? Dự kiến này nguy hiểm rồi nha. Khi nào có ngày chính xác là nó mới đúng, còn này dự kiến coi chừng có thay đổi nha. Thôi, đọc báo nha các bạn. Đọc báo nha. Báo này là đăng vào ngày 18 tháng 9 là ngày hôm qua của bà, của Tuổi Trẻ. Xét xử bà Phương Hằng. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người dân không tụ tập trước tòa. Tức là cái này không có muốn người ta tới tụ tập quay phim ở trước cổng tòa, sẽ làm náo loạn an ninh. À, cái này thời gian kéo dài ra ha. Bây giờ dự kiến giống như kỳ rồi, giống như người ta nói là dự kiến tháng 6 ngày mấy đó ra xét xử, nhưng cuối cùng không xét xử kéo tới tháng 9. Bây giờ lại là dự kiến nữa nha. Mình đọc nha. Đây nè, cái bài báo này các bạn. Dự kiến ngày 21 tháng 9 Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Người tham dự phiên tòa cần chú ý gì? À, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ha. Trao đổi với Tuổi Trẻ phải không? Ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được rất nhiều người quan tâm theo dõi. Phiên tòa được Tòa án Nhân dân xét xử công khai, xét công khai nhưng không được tụ tập. Tuy nhiên do trụ sở của Tòa án Nhân dân đang trong giai đoạn trùng tu, tức là tu sửa hả? Bên cạnh đó, cùng ngày Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng xét xử nhiều vụ án khác nên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi, bố trí trong giữ xe cho những người được triệu tập đến tham dự phiên tòa, khu vực tác nghiệp cho báo chí. Tức là những người nào được kêu gọi triệu tập thôi mới được vào dự tòa, ngoài ra không có ai được tới. Không ai được tới. Do đó người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tránh tụ tập đông người ở khu vực xung quanh trụ sở tòa án, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Báo chí tham gia đưa tin vụ án sẽ được bố trí khu vực tác nghiệp. Phóng viên tham dự phiên tòa phải mang theo giấy giới thiệu và thẻ nhà báo đăng ký tác nghiệp tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ chiều 19 tháng 9. Tức là hôm nay là muốn vào phiên tòa là phải đăng ký nha. Mỗi cơ quan báo chí được đăng ký tối đa 2 người. Theo nội dung vụ án, bà Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt. Thì cái này biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên mạng thông tin đó. Đó. Thì cái bài cái này là những cái chi tiết này chắc cũ rồi. À, cũng giống nhau thôi, nói là những người thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam, bên cạnh bị cáo luật sư bào chữa tòa án cũng triệu tập những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. À, tức là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan có ông anh Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, Đặng Thị Hà Ni,
Huỳnh Minh Hưng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cô ca sĩ Thúy Tiên, Công Vinh, Nguyễn Đức Hiền phó biên tập pháp luật, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị Đại Nam, ông Nguyễn Đình Kim đến tham dự vụ án. Đó là những người này được mời đến tham dự cái vụ án này nha các bạn. Ngày 21 tháng 9 nhưng mà không để giờ hết ta. Mấy giờ? Không thấy giờ. Chỉ là để dự kiến thôi nha các bạn, mà chưa có thấy giờ, để em coi coi những cái tờ báo khác có đăng giờ hay không. Hồi nãy hình như có cái tờ báo của Tiền Phong. Để coi thử coi có đăng giờ hay không nha. À, theo kế hoạch 8 giờ ngày 8 giờ sáng nha các bạn. Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng chức quyền nhận 331 đó các bạn. Trưa nay 19 tháng 9, một cán bộ tòa án cho biết bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm sẽ được xét xử tại phòng xử án B1, tức là xử án trong cái phòng B1, hình ảnh quá trình xét xử sẽ được truyền từ phòng xử án B1 qua màn hình phòng xử án A21, nơi báo chí tác nghiệp. Thì sẽ xử vào cái phòng B1, như vậy là hy vọng sẽ xử nha các bạn, ngày 21 tháng 9 này đây. Sắp tới đây, hôm nay là ngày 19 rồi, còn 2 ngày nữa thôi, bên Việt Nam là ngày 20, coi như sắp xử rồi đó. Ngoài ra khoảng giữa hai phòng A1 và B1 sẽ là nơi lực lượng bảo vệ an ninh làm việc để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho phiên xử. Kinh khủng quá. Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9. Tại phiên tòa này, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam và 4 đồng phạm cùng bị xét xử lợi dụng. À, tức là xử tới 2 ngày luôn các bạn. Vậy là chắc kỳ này là có xử nha, 8 giờ sáng có xử nha các bạn. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ công tố tại phiên tòa là 3 kiểm sát viên. Tất cả các bị cáo đều có luật sư bào chữa, trong đó bà Nguyễn Phương Hằng có một luật sư bào chữa, tiến sĩ giảng viên Đặng Anh Quân có 3 luật sư bào chữa. Ủa, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có một luật sư thôi hả? Nguyễn Phương Hằng có một luật sư bào chữa, tiến sĩ Đặng Anh Quân có 3 luật sư. Wow, ông Đặng Anh Quân tới 3 luật sư, tức là đồng nghiệp của ông tới giúp. Bà Nguyễn Phương Hằng tại sao muốn có một người thôi ta? Hội đồng xét xử đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, ông Võ Hoài Linh, ca sĩ Vi Anh, nhà báo Hàn Ni bị bắt rồi, chắc không thể nào cũng đưa tới, Nguyễn Đức Hiển, nhà báo, rồi ca sĩ Thúy Tiên, chồng Lê Công Vinh và Đàm Vĩnh Hưng, cũng như bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt và Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Cáo trạng sẽ công bố tại phiên tòa sắp tới cho biết lợi dụng sức ảnh hưởng cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tổ chức các buổi livestream. Đó. Thuộc cấp của bà Hằng là bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi. Đó là trợ lý, những người mà liên quan trong cái vụ án đó các bạn, là có trợ lý của bà nè. Rồi Lê Thùy Thu Hà, 31 tuổi là công nhân viên nha. Và Huỳnh Công Tân, 29 tuổi là trưởng phòng truyền thông. Những người này đều bị xét xử cả. Tiến sĩ luật giảng viên đường đại học luật bị can Đặng Anh Quân tham gia buổi livestream nhằm tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Mọi khi bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân cùng tương tác phát ngôn góp phần cổ. Cho nên cái ngày 21 và ngày 22 này đây, bắt đầu từ 8 giờ sáng họ sẽ đưa ra xét xử. Vì là mình kỳ này coi như là đúng 1 năm 6 tháng, 1 năm rưỡi. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt và được đưa ra xét xử. Thì để coi coi tới ngày 21 này có thay đổi gì nữa không. Nhưng theo cái bài báo của Tiền Phong này đây, đăng rất là chi tiết. Có thể là không có thay đổi đâu các bạn. Có thể có khả năng là không thay đổi. Đây rất là chi tiết. Phòng B1 nha. Phòng B1 sẽ được xét xử với phòng B1. Tòa án Nhân dân và được những người đó đều được theo dõi để mà được triệu tập để mà liên quan tới vụ án đó các bạn. Để coi coi như thế nào. Cuộc sống này nhiều tranh chấp, nhiều tranh luận. Bây giờ cái vụ án chúng ta đang theo dõi kế tiếp, đó là cái ngày ra tòa xét xử Hồng Loan và Hồng Phượng trong vụ án của Hồ Vũ Linh đó các bạn. Thì để coi sao.
hình như là tới nay không biết là họ đã cái công khai cái số tiền, công bố cái số tiền mà để trên quyên góp trên mạng hay chưa thì em không có biết, thì không có thấy. Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều người giả mạo Hồng Loan, thậm chí bên TikTok cũng giả mạo Hồng Loan. Hồng Loan tuyệt đối không có TikTok và hoặc là YouTube nha các bạn. Cho nên những người nào mà nói là kênh cái nhân vật TikTok này cũng để là chính chủ nữa nè, nhưng thực sự không có, không phải nha các bạn. Hồng Loan tất cả đều là giả. Hồng Loan chỉ có một cái Facebook duy nhất, đó là Võ Thụy Hồng Loan, và cái fanpage thôi, ngoài ra không có cái gì hết cả. Ai mà nhắn tin giả mạo đó thì các bạn hãy cẩn thận, phải xem xét lại coi có phải Hồng Loan thật hay không. Nhưng bảo đảm các bạn, Hồng Loan không nhắn tin cho các bạn đâu, trừ khi mình mua hàng thì có nhân viên trả lời lại thôi, chứ mà người Hồng Loan thật sự không nhắn tin đâu các bạn. Cho nên các bạn hãy cẩn thận. Khi rằng mình yêu thương Hồng Loan, mình thấy tên Hồng Loan hiện lên cái mình mừng quá, đúng không? Nhưng phải xem xét kỹ lại, có phải là chính số điện thoại đó nhắn lại hay không, có tính có phải Facebook chính chủ có trên 200.000 người theo dõi nhắn lại hay không, phải coi cho kỹ nha. Nếu không bị người ta lợi dụng cái tấm lòng của mình thì lúc đó thì hơi mệt, lúc đó hơi mệt. Đã có rất là nhiều người đã bị lừa đảo trong cái sự việc đó rồi, đã bị lừa gạt đó các bạn. Cho nên các bạn hãy cẩn thận trong cái sự việc đó nha. Rồi có những cái kỳ rồi thì có chị mới cách đây 1-2 bữa thì có chị Phương Hồng Thủy cũng đã đến thăm anh Vũ Linh, cũng chỉ là một trong người cũng nhất là có tình cảm. Thì chị hình như chắc cũng có show ở Việt Nam hay sao á. Em có thấy đăng có chụp hình chung với là anh Kim Tiểu Long rồi Bình Tinh là tùm lum, chắc là mấy người đó đã có show chung với nhau. Thì nói chung là rất là chị Phương Hồng Thủy trước khi anh Vũ Linh mất có gặp được chị, là sau khi mà chị đi đó là khoảng đầu 30 phút sau là coi như là anh Vũ Linh ra đi vĩnh viễn đó các bạn. Rất là tội. Thì lúc đó đó là có Hồng Loan ở bên cạnh, nhưng mà còn biết ngoài Hồng Loan ra còn có ai ở khúc đó nữa. Thì tất cả một sự việc gì trên mạng bây giờ, một bên á thì bịa chuyện, một bên á thì được người thương, một người bên bị chuyện là bên ganh ghét họ mới bị chuyện. Mà tại sao họ bị chuyện? Tại vì họ ganh ghét họ mới bị chuyện. Họ không có được như Hồng Loan họ mới bị chuyện, để mà hãm hại Hồng Loan, để mà cho mọi người thấy rằng Hồng Loan là người xấu, đừng có yêu thương Hồng Loan. Chứ mà trên pháp luật thì Hồng Loan chiến thắng là 100% rồi, thắng chắc cái vụ này rồi. Cho nên họ biết rằng họ thua, họ phải hạ đi cái uy tín, hạ đi cái danh dự. Nhưng mà họ có nghĩ tới anh Vũ Linh hay không? Có những cái tờ báo đăng lúc trước nói rằng là Hồng Loan và anh Vũ Linh rất là yêu thương nhau. Có cái tờ báo nó có một kỳ mà đi Úc hay đi đâu đó, anh Vũ Linh bị mất đồ nhưng mà không có quan tâm tới, chỉ là quan tâm tới con gái của mình thôi, hai cho con nắm tay nhau. Từ nhỏ đến lớn, khi mà có thời gian là anh Vũ Linh dẫn Hồng Loan đi coi phim, đi coi chương trình ca nhạc hay gì đó, cải lương hay gì đó. Thì hai cha con gắn bó với nhau, thương nhau cỡ nào. Nhưng mà bên kia, bên phe của Hồng Phượng lại nói rằng là anh Vũ Linh từ. Phải, có một lần anh Vũ Linh ảnh từ. Nhưng mà tại sao anh từ? Tại vì anh hiểu lầm. Hiểu lầm. Tại vì lúc đó cái vụ 64 triệu. Có cái đoạn ghi âm đó. Bà Tiên bà thâu lại. Thì 64 triệu đó là gì? Là đi làm giấy tờ nhà. Mà không phải là Hồng Loan đi, mà là bà Sáu bà đi. Hồng Loan đưa tất cả cái tiền đó đó, 64 triệu đó đưa cho bà Sáu Hồng Nhung. Đó. Chính là như vậy đó. Cho nên họ, khi mà họ nắm được cái gì, cái chi tiết nhỏ nhoi gì đó, thì họ sẽ chà đạp Hồng Loan, chà đạp uy tín của Hồng Loan. Nhưng họ càng chà đạp thì Hồng Loan lại được người ta thương thêm. Ai cũng thấy rõ trong cái câu chuyện này, bà Sáu và Hồng Phượng rất là sai trong đây. Nhưng cái sai của họ mà họ không có biết, họ tối ngày họ cho người khác nói rằng ra con cha mẹ ruột không lo, đi thờ ngưỡng người mà nuôi. Ủa, nếu như mà mình, người ta có cái câu như gì nè, công sanh không bằng công dưỡng. Nhưng mà không cần biết Loan là con ruột hay là con nuôi, miễn sao hợp pháp được hưởng gia tài.
không cần biết. Loan là người sẽ giữ lại cái căn nhà đó cho anh Vũ Linh. Nếu như mà cái nhà đó mà đưa qua tay Hồng Phượng, đưa qua tay của bà Sáu Hồng Nhung, bảo đảm tiễn bạn lên đường liền. Họ cần tiền mà. Họ giữ nhà thì họ đâu có tiền để xài. Họ bán nhà thì họ mới có tiền. Bây giờ Loan không cần phải gì hết. Có người đồn rằng Loan sẽ bán nhà đó trong vòng một năm. Bây giờ hả, biết bao nhiêu đại gia đã cho vô. Nội mà Phương Lê cho tiền cho Hồng Loan xài thôi là đủ. Xài cả đời rồi. Không cần thiết. Giống như cái lời đồn của người khác. Loan bây giờ phải nói là một người trong cái phim Tấm Cám gì đó. Một cô công chúa đã được cô hoàng, được Bạch Mã Hoàng tử cứu vớt lên, lên đời, lên hương. Thấy chưa? Cuộc đời này nó vô thường mà xảy ra bất thường. Cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần mình ăn ở có đất, mình trồng trọt cái đất của mình đó, thì sau này nó sẽ trổ lên, nó sẽ nổi lên thôi. Không có quan trọng những cái chuyện khác nha các bạn. Chỉ cần mình sống phải, ăn phải, ở phải, tự động ông chờ sẽ ban cái phước đức cho mình. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây. Em cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem cái video này. Chúc các bạn mọi người mua nhà ngày thứ 3 thật là đồng ấm bên Mỹ, và ngày thứ 4 tràn đầy năng lượng. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và nhớ đăng ký, bấm like, bấm share để mà ủng hộ em nha. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Mình sẽ tiếp tục. Bye bye.